rồi, hỏi. Và một lần nữa xin mời các đại diện khóa lên vị trí của khóa mình. Nếu trường hợp không có đại diện khóa chính thức ở đây, thì xin mời các cựu sinh viên sĩ quan của khóa đó xin ngồi vào vị trí đại diện, xem như là đại diện của buổi họp ngày hôm nay. Xin mời đến trưởng Hương khóa 4 lên ngồi ở vị trí hội võ bì Georgia. Đến trưởng Lê Văn Dương sẽ là đại diện cho khóa 21. Yeah. Và chúng ta sẽ bắt đầu buổi họp trong vòng một vài phút nữa thôi. Kính thưa quý niên trưởng, kính thưa quý chị phụ nữ lâm viên, kính thưa các bạn cựu sinh viên sĩ quan, kính thưa các cháu hậu duệ, kính thưa toàn thể quý vị, để bắt đầu cho buổi họp đầu tiên của Đại hội Đoàn kết Võ Bì Toàn cầu 2024 với chủ đề Dựng lại niềm tin, chúng ta sẽ có một thủ tục, đó là phút mặc niệm. Chúng ta chào cờ rồi và bây giờ bắt đầu cho buổi họp đầu tiên, chúng ta có một phút mặc niệm. Xin kính mời toàn thể quý vị đứng lên, chúng ta nghiêm chỉnh và chúng ta cử hành một phút mặc niệm. Giờ xin mời một vài người còn đi vào, xin nhanh chân vào để chúng ta bắt đầu buổi họp. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến các tiền nhân và anh hùng của dân tộc Việt Nam đã có công dựng nước, mở mang và bảo vệ bờ cõi. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến quân, dân, cán chính của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ đồng minh đã hy sinh để bảo vệ lý tưởng tự do và chính nghĩa quốc gia. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến đồng bào Việt Nam của chúng ta đã bỏ mạng trên những nẻo đường đi tìm kiếm tự do. Và phút mặc niệm để chúng ta tưởng nhớ đến các vị cựu chỉ huy trưởng của trường võ bì quốc gia Việt Nam và các bạn đồng môn võ bì của chúng ta đã ra đi trước chúng ta. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Kính mời quý vị an tọa. Trước hết xin được giới thiệu ba vị chủ tọa danh dự cho buổi họp đầu tiên ngày hôm nay, gồm có niên trưởng Hoàng A Sam khóa 9. Xin kính mời niên trưởng đứng lên. Niên trưởng Đoàn Mài khóa 10. Xin mời niên trưởng đứng lên.
và niên trưởng Lương Chi khóa 10. Xin mời niên trưởng đứng lên. Và tiếp theo là các khóa tôi xin được đọc vào theo các cái bảng tên có mặt ở đây. Trước hết là đại diện khóa 10, chúng ta đã thấy có hai vị đại diện khóa 10 là chủ tọa rồi. Đại diện khóa 12, niên trưởng Lưu Bình Lữ, xin mời niên trưởng đứng lên. Đại diện khóa 14, niên trưởng Nguyễn Cao Đàm, xin mời niên trưởng đứng lên. Đại diện khóa 16, niên trưởng Nguyễn Văn Long, xin mời đứng lên. Dạ. Đại diện khóa 18, niên trưởng Nguyễn Thiên Công, xin mời niên trưởng đứng lên. Đại diện khóa 20, niên trưởng Hoàng Mão, xin mời đứng lên. Đại diện khóa 22, niên trưởng Huỳnh Kim Trung. Đại diện khóa 24, niên trưởng Lê Ngọc Thật. Đại diện khóa 26, niên trưởng Dương Văn Tường, xin mời đứng lên. Đại diện khóa 28 là Hồ Thanh Sơn, xin mời bạn đứng lên. Đại diện khóa 30, này vừa mới thấy ở đây, anh Lợi, dạ. Đại diện khóa 30, anh đang vẫy tay chào. Hội Võ Bị Houston, cựu sĩ quan Phạm Minh Hùng khóa 28. Hội Võ Bị Dallas, cựu sĩ quan Lưu Xuân Phước khóa 24. Trần Ngọc Sơn. Đại diện Hội Võ Bị Oregon, cựu sĩ quan Trần Ngọc Sơn khóa 31. Đại diện Hội Võ Bị Nam Cali, niên trưởng Nguyễn Vi Niên khóa 27. Niên trưởng tên gì? Niên trưởng Phan Văn Ninh khóa 17, đại diện Hội Võ Bị Canada. Chị Nguyễn Gia Thiếu, phụ nữ Lâm Viên Bắc Cali. Và chúng ta qua cảnh ở bên đây là những khóa lẽ. Trước hết là Liên Hội Võ Bị Úc Châu, niên trưởng cựu sĩ quan Trần Minh Quân khóa 31. Hội Võ Bị Bắc Cali, niên trưởng Trần Minh Đức Nguyễn Văn Phép khóa 27. Niên trưởng Nguyễn Văn Hương khóa 24. Hội Võ Bị Georgia, Hội Võ Bị Washington là hội của tôi, có niên trưởng Nguyễn Công Cần, chắc đi lang thang ở ngoài rồi. Đại diện khóa 34, Dương Thế Hồng, cựu sinh viên khóa 34, Dương Thế Hồng. Đại diện khóa 29, cựu sinh viên Đỗ Trọng Đạt. Niên trưởng Phạm Thanh Minh khóa 27, đại diện cho khóa 27. Niên trưởng Lưu Đức Tờ khóa 25, đại diện khóa 25. Niên trưởng Nguyễn Văn Nghị, đại diện khóa 23. Niên trưởng Trần Ngọc Linh, đại diện khóa 21. Niên trưởng Phan Văn Nghệ, đại diện khóa 19. Dạ, niên trưởng khói bài có rồi nha. Khóa 15. Nguyễn Công Hiến. Dạ. Niên trưởng Nguyễn Công Hiến, đại diện cho khóa 15. Niên trưởng Trần Văn Thư, đại diện khóa 13. Và còn lại là xin giới thiệu tất cả cựu sinh viên sĩ quan có mặt ngày hôm nay. Xin quý vị đứng lên. Tất cả các cựu sinh viên sĩ quan đứng lên. Chúng ta vỗ tay hoặc chào mừng nhau bằng một tràng pháo tay. Để xin mời sự ngồi xuống ạ. Tiếp theo xin được giới thiệu quý chị phụ nữ Lâm Viên đã rất đắc lực để chuẩn bị cho đời hội ngày hôm nay. Xin các chị đứng lên để chúng tôi được vỗ tay tri ân quý chị. Và các cháu hầu về bỏ bì, nếu có ở đây, xin mời các cháu đứng lên. Tiếp theo sẽ là lời chào mừng của đồng trưởng ban tổ chức Đại hội Đoàn kết Võ Bì Toàn cầu 2024. Xin kính mời niên trưởng Nguyễn Huệ và niên trưởng Nguyễn Phương Ai Định khóa 26.
Kính thưa, trân trọng kính chào quý niên trưởng, niên đệ, quý phu nhân, quý bạn, cựu sinh viên sĩ quan, các em cháu, thanh thiếu niên đa hiệu và hậu duệ của mình. Kính thưa ba vị chủ tọa danh dự, kính thưa quý vị, thay mặt cho ban tổ chức Đại hội Đoàn kết Võ Bị Toàn cầu 2024 với chủ đề Dựng lại niềm tin, chúng tôi là cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Huệ khóa 25 và cựu sinh viên sĩ quan Nguyễn Phước Ái Đỉnh khóa 26, chúng tôi tỷ tán của chúng tôi. Xin hân hoan chào mừng tất cả quý vị từ khắp nơi đã hội tụ về đây để thực hiện việc thống nhất cái tập thể Võ Bị của chúng ta. Và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn sự hiến trợ tuyệt đối và mối quan tâm sâu xa của quý vị đối với sự sống còn của tập thể Võ Bị chúng ta. Đó là động lực mạnh mẽ nhất đã thúc đẩy cho ban tổ chức chúng tôi đi xa hơn, làm việc nhiều hơn, hợp lực với những huynh đệ đồng môn trong sứ mạng thực hiện giấc mơ kết hợp đúng như nguyện vọng của tất cả mọi người. Và điều đó đã chứng tỏ quý vị từ phương xa tới đây đã không quản ngại đường xa.